Xin chào tất cả các em. Ở bài hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi giải các bài tập ở trong bài 10, trong sách bài tập của bài 10 là bài biến trở điện trở trong kỹ thuật. Chúng ta sẽ sang bài 10. Là biến trở điện trở dùng trong kỹ thuật. Chúng ta sẽ có bài 10.1. Là cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là bằng 30 ohm bằng dây dẫn nickelin có điện trở suất là bằng 0,4 × 10⁻⁴ ohm và tiết diện là bằng 0,5 mm vuông. Tính chiều dài của cái dây dẫn này. Vậy ở đây ta sẽ có tóm tắt như sau. Điện trở tức là R thì bằng 30 ohm. Điện trở suất là phi bằng 0,4 × 10⁻⁶ ohm. Tiết diện S bằng 0,5. Đây là mm vuông. Vậy mm vuông thì em sẽ đổi ra mét vuông bằng cách lấy cái này nhân với 10⁻⁶ thì nó sẽ ra mét vuông cho các em. Vậy muốn tìm chiều dài dây dẫn thì chúng ta có như sau. Từ công thức điện biến trở thì nó cũng là một cái điện trở thôi. R bằng rho nhân L trên S. Biến trở cũng là điện trở nên chúng ta áp dụng công thức này. Vậy suy ra, người ta hỏi chiều dài đúng không ạ? Vậy L sẽ bằng R nhân với S chia cho rho thì nó sẽ ra được chiều dài của dây dẫn. Vậy ta có chiều dài dây dẫn như sau. Vậy chiều dài dây dẫn là R bằng R thì người ta cho bằng 30, em lấy 30 nhân với S là 0,5 × 10⁻⁶ đây chia cho rho tức là bằng 0,4 nhân với 10⁻⁶. 10⁻⁶ với 10⁻⁶ thì gạch hết cho nhau. Vậy thì em lấy 30 nhân với 0,5 rồi em chia cho 0,4 cho cô. Vậy thì nó sẽ bằng là 37,5 mét. Như thế là chiều dài của dây dẫn cần tìm ở đây là 37,5. Tiếp theo chúng ta sang bài tiếp theo là bài số 2, bài 10.2. 10.2 là trên một biến trở con chạy có ghi là 50 ohm và 2,5A. Hãy cho biết ý nghĩa của hai con số này. Vậy người ta cho ghi 50 ohm 2,5A tức là gì? Tức là cái điện trở lớn nhất của cái biến trở này sẽ là bằng 50 ohm và nó có thể chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2,5A. Cái mà ghi ở bên trên biến trở chính là các cái giá trị lớn nhất của nó. Và ở đây là nó cho biết này. Cho biết là điện trở lớn nhất của biến trở là 50 ohm và chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2,5 ampe. Câu B là tín hiệu điện thế lớn nhất cho phép đặt vào hai đầu cuộn dây của biến trở. Vậy câu B. D là hiệu điện thế lớn nhất. Đặt được vào hai đầu biến trở. Là tín hiệu điện thế lớn nhất đặt được vào hai đầu biến trở, tức là u lớn nhất đấy. U lớn nhất thì nó sẽ bằng là i lớn nhất nhân với r lớn nhất, đúng không ạ? Mà i lớn nhất chịu được là 2,5. Vậy em lấy 2,5 nhân với r lớn nhất là nhân với 50. Vậy đáp án của chúng ta là sẽ bằng là bao nhiêu? 125V. Vậy nó chịu được hiệu điện thế lớn nhất, hiệu điện thế lớn nhất đặt vào nó sẽ là 125V. Sang câu C. Câu C ở đây là biến trở này được làm bằng hợp kim của nicrom, có điện trở suất là bao nhiêu? Điện trở suất là 1,1 x 10 mũ trừ 6 Ω, có chiều dài là 50 m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ có là gì? R này, R theo đề bài là bằng 50 Ω này. Thứ hai là điện trở suất phi bằng 1,1 x 10 mũ trừ 6 này, Ôm mét này, có chiều dài L bằng 50 mét. Đấy là theo đề bài. Người ta yêu cầu các em tìm tiết diện của dây dẫn, tức là hỏi xem từ S bằng bao nhiêu. Vậy thì chúng ta chỉ áp dụng công thức thôi. Cái này là áp dụng công thức thôi. Cái R này thì các em lấy ngay ở phía đầu bài đấy, 50 Ôm là lấy ở ngay phía trên đầu bài. Vậy từ công thức là R thì bằng Rho nhân L trên S. Các em sẽ suy ra S sẽ bằng là Rho nhân với L chia cho gì? Chia cho R, đúng nào? Vậy tiết diện của dây dẫn, tiết diện của dây dẫn là S sẽ bằng Rho của chúng ta bằng bao nhiêu? Rho của chúng ta bằng 1,1 nhân với 10 mũ trừ 6 nhân với L là 50 chia cho R là nhân với L là 50 chia R là bằng 50, đúng chưa ạ? Vậy thì nó sẽ bằng là 1,61 nhân với 50 hết. Vậy nó sẽ bằng 1,1 nhân với 10 mũ trừ 6 mét vuông. Đây là mét vuông thì nó sẽ bằng 1,1 mm vuông. Chúng ta bỏ cái 10 mũ trừ 6 đi thì cái tiết diện của sợi dây sẽ là bằng 1,1 mm vuông đấy em. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập 10.2. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo là bài 10.3. Bạn nào cần hãy dừng video lại, cô sẽ xóa bài này đi để sang bài tiếp theo. Chúng ta cùng sang bài 10.3 là cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim nickelin, có điện trở suất là 0,4 nhân với P bằng 0,4 nhân với 10 mũ trừ 6 ohm mét. Tiết diện S bằng 0,6 mm vuông. Vậy chúng ta sẽ đổi ra mét vuông bằng cách lấy 0,6 nhân với 10 mũ trừ 6 mét vuông luôn. Gồm 500 vòng. N nhỏ, số vòng dây thì chúng ta ký hiệu bằng N nhỏ đi. Số vòng là bằng 500 vòng. Quấn thành 500 vòng. Quanh một cái lõi sứ có đường kính D. D của lõi lõi sứ. D của lõi sứ là bằng 4 cm. Thì nó sẽ bằng là 0,04 m. Đầu tiên là người ta bảo là tìm hạ điện trở lớn nhất của biến trở này. Vậy muốn tìm điện trở thì các em đã áp dụng công thức là R bằng rho nhân L chia S. Rho chúng ta biết rồi này, S chúng ta biết rồi, nhưng mà cái chiều dài chúng ta chưa biết. Chiều dài chưa biết. Tuy nhiên thì chúng ta biết được số vòng đây này. Số vòng. Và chúng ta biết được D của lõi sứ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái chu vi của lõi sứ. Chu vi của lõi sứ chính là chiều dài của một vòng. Ta có chu vi của lõi sứ chính là chiều dài của một vòng dây. Chính là chiều dài của một vòng dây. Chu vi của cái lõi cũng chính là chiều dài. Chu vi tức là một cái vòng tròn như này, đúng không ạ? Chu vi là cái vòng tròn. Vòng tròn này cũng chính là cái chiều dài của một vòng của sợi dây. Vậy thì ta có là chu vi của lõi sứ thì C. Công thức tính chu vi của đường tròn sẽ bằng 3,14 R nhân với 2 nhân với 3,14, đúng không ạ? Tức là pi nhân với 2R. Mà pi nhân với 2R, 2R 2 lần R chính là đường kính, tức là bằng pi nhân với D, đúng chưa ạ? D 2 lần R chính là đường kính. Vậy chúng ta sẽ thay vào thôi thì nó sẽ bằng 3,14 nhân với D người ta cho đây rồi bằng 0,04. Các em sẽ lấy 3,14 nhân với 0,04 cô. Thì nó sẽ bằng 0,1256 0,1256 m. Đây chính là chiều dài của một vòng dây. Mà cái sợi dây này quấn được những 500 vòng nên chúng ta sẽ suy ra được là toàn bộ chiều dài sợi dây. Vậy chiều dài sợi dây là L sẽ bằng lấy số vòng dây nhân với chiều dài của một vòng, đúng chưa? Vậy nó chính bằng 500 nhân với 0,1256. Các em lấy 500 nhân 0,1256 thì nó sẽ bằng 6,28. Sợi dây này nó dài 6,28 m. Sau khi biết được chiều dài rồi, biết được L, biết được rho, biết được S thì chúng ta sẽ có là gì? Điện trở lớn nhất của biến trở là. Vậy điện trở suy ra. Điện trở lớn nhất của biến trở nó chính là chúng ta sẽ lấy toàn bộ chiều dài của sợi dây này. Trong khi chạy thì chiều dài này nó có thể thay đổi, tuy nhiên là lớn nhất thì chính là chiều dài này. Vậy chúng ta sẽ có công thức là R sẽ bằng rho nhân L chia S. Vậy rho chúng ta bằng 0,4 nhân với 10 mũ trừ 6 nhân với L là bằng 6,28, chia cho S là bằng 0,6 nhân với 10 mũ trừ 6. Đấy, 10 mũ trừ 6 với 10 mũ trừ 6 các em gạch chia nhau, nó sẽ bằng 0,4 nhân với 6,28 chia cho 0,6 thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? 4,19 à? 4,19 ôm. Bài này là bài 10.3. Chúng ta cùng kiểm tra lại xem có bị sai ở đâu không nhé. Chúng ta có 3,14 nhân với 0,04, 0,1256 đúng rồi, 500. Nhân 500. Cô đã đang bị nhầm ở đâu? 62,8. Sợi dây này dài 62,8 m kìa. 500 nhân với 0,4256 để bằng 62,8. Đấy. Và đến đây thì các em lấy 10 mũ 6 ghi cho 10 mũ 6 nhé. Thì kết quả của chúng ta ở đây nó sẽ bằng 41,9. 41,9 ohm. Tức là điện trở lớn nhất của nó sẽ bằng 41,9 ohm. Tiếp theo câu B này. Đây là câu A. Sang câu B là hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cái cuộn dây là 67V. Hỏi biến trở này chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là bằng bao nhiêu? Chúng ta có điện trở lớn nhất là cái này. Biết được hiệu điện thế lớn nhất rồi, vậy chúng ta sẽ có cường độ dòng điện lớn nhất. Cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được. Là chúng ta có Y sẽ bằng U lớn nhất chia cho R. Vậy U lớn nhất thì người ta cho bằng 67. R thì chúng ta tính ra bằng 41,9. Vậy các em lấy 67 chia 41,9 cho cô. Kết quả nó sẽ gần bằng 1,6, 1,599, tức là nó sẽ bằng gần bằng 1,6 A. Đấy. Vậy cường độ thì cái cường độ dòng điện lớn nhất mà cái biến trở này chịu được nó sẽ bằng 1,6 ohm. Như thế chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập 10.3. Bây giờ chúng ta có bài tập 10.4. Là cho mạch điện như hình 10.1 ở trong sách bài tập trang 27. Trong đó hiệu điện thế hai đầu AB được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng 0. Câu nào phát biểu dưới đây là đúng? Câu A là đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy tới gần M. B là đèn sáng yếu đi khi chuyển con chạy đến M. C là đèn mạnh lên khi con chạy chuyển đến N. Và D là cả ba đáp án trên đều không đúng. Vậy các em nhìn vào cái sơ đồ ở trang 27 nha, cô không vẽ nữa. Khi cái biến trở càng chạy về phía M, thì cái chiều dài của cái biến trở đấy, chiều dài của cái cuộn dây đấy, cái cuộn dây của biến trở nó sẽ càng ngắn dần đi theo phần lý thuyết, đúng không ạ? Chiều dài của cuộn dây càng chạy về M. Đây nhá. Cô vẽ tượng trưng như này thôi. Cô không vẽ hết cả cái hình ra nhá. Cô chỉ vẽ tượng trưng một chút thôi. Vậy thì đây là N này, đây là M này. Vậy chiều dài của cái cuộn dây tức là chiều dài của cái này đây, cái ở trong này này. Đây chính là cuộn dây. Được chưa ạ? toàn bộ cái này là cuộn dây của biến trở. Nếu như cái biến trở này càng chạy về N thì cái chiều dài này nó càng gì? Nó càng dài ra. Thế này, dòng điện chạy, ví dụ như đây, dòng điện chạy như này vào đây và nó lên đây, đi đến đây gặp cái mũi tên ở đâu thì nó sẽ lên ở đấy. Đấy, gặp mũi tên ở đâu thì dòng điện nó sẽ đi lên ở đấy. Và như này thì dòng điện chỉ đi đến đây thôi mà không qua cái phần này. Nó chỉ chạy vào trong này này, vào trong cuộn dây này, đến đây nó chạy lên này. Được chưa? Như thế thì khi mà gì? Khi mà cái biến trở này, cái mũi tên này càng dịch về N này thì cái cuộn dây này nó càng, dòng điện nó chạy càng dài trong cuộn dây này. Khi đến vị trí N thì cái cuộn dây này nó sẽ chạy mãi đến đây. Và khi mà cuộn dây càng dài như này thì R càng lớn. L càng dài thì R càng lớn, đúng không ạ? R càng lớn thì điện trở càng cao. Điện trở càng cao thì bóng đèn nó càng gì? Càng yếu, đúng chưa? Điện trở càng lớn thì nó cản trở dòng điện càng lớn thì bóng đèn càng yếu. Còn khi mà cái này nó càng sát về M, khi nó càng sát về M, càng sát vào M bao nhiêu thì lúc này ví dụ như cái mũi tên nó càng sát đến đây thì dòng điện trong này này nó chỉ chạy một khúc này thôi, đến đây thôi, sau mà nó bắt đầu lên. Tức là nó gặp mũi tên ở đâu thì dòng điện nó bắt đầu lên đấy mà nó không chạy qua cái phần còn lại. Như thế thì cái phần chiều dài của cuộn dây mà có dòng điện chạy qua này, nó sẽ nhỏ đi. Nhỏ đi thì khi mà chiều dài ngắn đi thì R nó sẽ nhỏ. R nhỏ thì dẫn đến là nó cản trở dòng điện càng nhỏ thì cái dòng điện nó sẽ càng sáng, đúng không ạ? Khi bị cản trở ít thì dòng điện nó càng sáng. Vậy chứng tỏ đáp án đúng chính là đáp án A. Tức là đèn sẽ sáng mạnh hơn khi con trẻ di chuyển đến M. Vì càng di chuyển đến M thì cái mà chúng ta cái phần chiều dài cuộn dây ở phía bên trong này này có dòng điện nó chạy qua nó sẽ ngắn đi. Ngắn đi thì đèn nó sẽ sáng lên thôi. Vậy 10.4 các em chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án A. Bây giờ chúng ta sẽ xóa toàn bộ phần này đi để chúng ta sang các bài 10.5 đến 10.7. Cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi. Bài 10.5. Là một bóng đèn có hệ vị thế định mức U bằng 2,5V. Cường độ dòng điện định mức Y bằng 0,4A. Được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có nhiều biện thế là bằng 12V. Đây là một bóng đèn, là U của đèn, Y của đèn. U của mạch, toàn mạch bằng 12V. Câu A, đèn và biến trở phải mắc như thế nào với nhau để đèn sáng bình thường? Vậy ở đây mạch này chỉ có 12V thôi mà đèn là 2,5V. Vậy thì nếu mà mắc song song thì cái U của đèn phải bằng U của mạch cơ. Tuy nhiên là đây là U đèn nhỏ hơn U mạch nên không thể mắc song song. Vậy cái đèn này nó phải mắc gì? Nối tiếp với biến trở để cho mạch sáng bình thường, đúng không ạ? Vậy câu A của ta này. Vì sao này? Vì nếu như mà mắc song song nhá thì ta có là có một cái đèn và một cái biến trở, nếu mắc song song thì U của đèn bằng U của biến trở và phải bằng U của mạch. Tuy nhiên ở đây em nhìn thấy hai cái số này nó không bằng nhau nên chúng ta không thể mắc song song được mà phải mắc nối tiếp, đúng chưa? Vậy thì đèn vì U đèn nhỏ hơn U mạch là 2,5 thì nhỏ hơn 12 đây. Nên suy ra là đèn và biến trở phải mắc nối tiếp. Đèn và biến trở phải mắc nối tiếp. để đèn có thể sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện. Vẽ sơ đồ mạch điện thì chúng ta có một cái nguồn điện này. Chúng ta có sơ đồ là các em vẽ cho cô một cái nguồn điện. Đây là cực dương, đây là cực âm, đúng không ạ? Đây là đến đây là nối với một cái bóng đèn này. Và nối tiếp với một cái biến trở. Biến trở thì các em có thể vẽ như này cũng được. Đây là ký hiệu của biến trở, một trong số những ký hiệu của biến trở. Sang câu B, để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở bằng bao nhiêu? Câu B. Đây là cực dương, đây là cực âm. Đấy. Câu B. Để đèn sáng bình thường thì điều chỉnh biến trở bằng bao nhiêu? Vậy đèn sáng bình thường tức là Y của đèn cũng chính bằng Y mạch bằng 0,4A, đúng không ạ? Để đèn sáng bình thường thì U của đèn bằng 2,5V này. Y đèn cũng bằng Y mạch vì mạch nối tiếp bằng 0,4A. Đấy, khi mà đèn sáng bình thường thì nó như thế. Vậy thì lúc đấy ta sẽ suy ra là điện trở qua biến trở U qua R. U qua R thì bằng U của toàn mạch trừ đi U của đèn, đúng không ạ? U của mạch thì bằng 12 trừ đi 2,5. 12 trừ đi 2,5 vậy nó chính bằng 9,5V. 9,5V. Mà Y này, Y đoạn mạch này, mà đoạn mạch này là đoạn mạch mắc gì? Nối tiếp. Mà đây là mạch nối tiếp. Đây là mạch nối tiếp. Suy ra là Y của đi qua cái biến trở này sẽ bằng Y mạch bằng 0,4A. Đúng chưa? Vậy chúng ta biết được U của cái biến trở rồi, biết Y qua biến trở. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra Vậy điện trở của biến trở là điện trở của biến trở là R của biến trở này thì sẽ bằng U của biến trở chia cho Y của biến trở, đúng chưa? U là bằng 9,5 chia cho Y bằng 0,4. Đây, 9,5 chia cho 0,4, phải các em lấy 9,5 chia 0,4 thôi. Thì nó sẽ bằng 23,75. 23,75 Ω. Và lúc này thì biến trở nó sẽ được điều chỉnh, có điện trở sẽ bằng 23,75 Ω. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40 Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm tổng số vòng dây của biến trở? Vậy chúng ta có là xem thử chạy qua bao nhiêu phần trăm tổng số vòng dây. Vậy thì lúc mà cả cái điện trở này là có điện trở là bằng bao nhiêu? 40. Nhưng mà ở đây đèn sáng bình thường thì nó chỉ có bao nhiêu? 23,75 thôi. Vậy chúng ta xem thử 23,75 chiếm bao nhiêu phần trăm? Vậy các em sẽ lấy 23,75 chia cho 40 nhân với 100% thì chúng ta sẽ tìm ra thôi, đúng chưa? Vậy câu C. Câu C là nếu R lớn nhất của nó ấy, bằng 40 Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm tổng số dây của biến trở. Vậy thì mắc nhiều nhất, lớn nhất của nó là bằng 40, mà khi đèn sáng bình thường chỉ có bao nhiêu thôi, 23,75 ohm thôi. Mà khi đèn sáng bình thường thì đã có R biến trở chỉ có bằng 23,75 ohm. Đúng không ạ? Lớn nhất là bằng 40, mà đèn sáng bình thường thì nó chỉ có là 23,75 ohm. Thì lúc này dòng điện chạy qua, phần trăm của dòng điện chạy qua tổng số vòng dây là, lúc này dòng điện chạy qua số phần trăm vòng dây là nó 40 mà nó chỉ có 23,75 thôi. Vậy thì em sẽ lấy 23,75 chia cho 40. Đấy, em lấy 23,75 chia cho 40 nhân với 100%. Vậy thì em sẽ lấy 23,75 chia 40 nhân với 100% thì nó sẽ bằng là 59,375%. 59,375%. Đấy, nó gần bằng 59,4%. Vậy thì dòng điện nó sẽ chạy qua là 59,375% cái tổng số vòng dây của cuộn dây. Cái câu C này thì thực ra thì các em chỉ chú ý đến cái R lớn nhất là 40, mà trên đây thì chúng ta chỉ tính ra được là 23,75. Vậy thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm thì chúng ta lấy 23,75 chia cho 40 rồi em nhân 100% lên thì ra được đáp án thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 10.6. Chúng ta sẽ xóa toàn bộ phần này đi để chúng ta sang bài 10.6 bên nhé. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại, cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi. Ở đây là trong mạch điện có sơ đồ vẽ ở hình 10.2. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là bằng 12V. Điều chỉnh con chạy biến trở để con kế chỉ 6A thì ampere kế nó chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở bằng bao nhiêu? Vậy các em nhìn vào hình 10.2 đúng không? Vậy ta có biến trở ở đây và cái điện trở là hai cái mắc nối tiếp đúng không ạ? Hai cái này mắc nối tiếp. Ở đây thì chúng ta sẽ có là vôn kế chỉ 6V, tức là hiệu điện thế giữa hai đầu cái điện trở này là bằng 6V. Ampere kế chỉ 0,5A. Vậy thì chúng ta sẽ tìm gì? Chúng ta sẽ hỏi khi đó biến trở có điện trở bằng bao nhiêu, đúng chưa? Vậy muốn tìm điện trở của biến trở thì các em sẽ lấy gì? Các em sẽ lấy là hiệu điện thế của biến trở chia cho cường độ dòng điện đi qua biến trở đúng không ạ? Vậy chúng ta lại có như sau. Vì Rx là biến trở nhá. Còn Rb đi là biến trở này. Biến trở này mắc nối tiếp với cái R. Đúng chưa? Hai cái này mắc nối tiếp với nhau. Suy ra là U của mạch sẽ bằng U của biến trở cộng với U của R. Đúng không nào? Mà U của mạch thì chúng ta biết rồi bằng 12V U của biến trở, của điện trở. Môn kế ở đây là đo cái kiểu điện thế qua cái điện trở R, đúng không ạ? Vậy R là bằng, U của R thì bằng 6, mà U của mình thì bằng 12. Vậy chúng ta sẽ có, là hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là U của biến trở này thì nó sẽ bằng U mạch trừ đi U của R, đúng chưa? U mạch thì chúng ta có là bằng 12 trừ đi U của R, tức là trừ đi 6. Vậy tức là nó bằng 6V. Đấy, vậy hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là bằng 6V. Biết hiệu điện thế rồi, vì cái này nối tiếp khi ra U mạch bằng U biến trở cộng với cái này. Rồi, ta có Y của mạch chính bằng Y đi qua biến trở và bằng Y của cái R luôn. Cái này đều bằng là bằng bao nhiêu? 0,5A. Đúng chưa ạ? Ta có biết được U rồi, biết được Y rồi thì chúng ta sẽ có là gì? Vậy điện trở của biến trở là, vậy điện trở của biến trở là, điện trở của biến trở là R của biến trở lúc này sẽ bằng U của biến trở chia cho Y biến trở, phải không nào? U biến trở chúng ta tìm ra bằng 6 đây rồi, Y chúng ta có bằng 0,5 rồi. Thì nó bằng 6 chia cho 0,5, tức là nó sẽ bằng 12 ohm. Vậy điện trở của biến trở trong trường hợp này sẽ bằng 12 ohm. Sang câu B. Câu B là phải điều chỉnh biến trở có điện trở bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V. Vậy để vôn kế chỉ 4,5V thì cũng tương tự thôi. Khi mà gì vôn kế chỉ 4,5V thì chúng ta cũng phải tìm được cái gì? Chúng ta sẽ tìm được U của cái biến trở bằng cách lấy 12 trừ 4,5. Bây giờ vấn đề là chúng ta tìm xem thử Y lúc này bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy thì ta có này là điện trở R bằng điện trở R. R này là một cái điện trở và điện trở của nó thì nó không thay đổi, chỉ có biến trở thì mới thay đổi được cái trị số này thôi, còn điện trở thì nó luôn không thay đổi. Và điện trở R thì nó luôn bằng U của R chia cho IR, đúng không ạ? Điện trở R thì nó luôn luôn không đổi đâu. UR thì bằng 6 này, Y của cái R thì bằng 0,5. Vậy thì đối với cái điện trở R này thì cái giá trị này nó luôn không thay đổi, tức là nó luôn bằng 12 ohm. Đấy, điện trở của cái R nó luôn luôn không thay đổi là nó bằng 12 ohm. Vậy thì họ bảo là để vôn kế chỉ 4,5V. Vậy lúc này là hiệu điện thế giữa hai đầu R đấy. Em lấy 4,5 chia 12. Vậy khi hiệu điện thế chỉ 4,5, khi carbon kế. Chỉ 4,5V thì nó tương đương với lại là hiệu điện thế của R bằng 4,5V. Cái này là chúng ta tìm theo câu A. Với một cái điện tử xác định thì R của nó luôn luôn không đổi, mà theo câu A thì đã có U là bằng 6, Y bằng 0,5 thì R của cái này nó luôn không đổi là 12. Chỉ có những cái biến trở thì R này mới thay đổi thôi, được chưa? UR bằng chừng này. Biết được U rồi, biết được R của nó bằng 12. Vậy thì ta có mà R bằng 12 ohm nên suy ra là cường độ dòng điện trong mạch lúc này là thì các em sẽ lấy là Y của mạch sẽ bằng Y của R và cũng bằng Y của biến trở luôn. Ba cái này thì nó nối tiếp với nhau, đúng không ạ? Nó bằng 4,5 chia cho 12. Các em lấy 4,5 chia 12 thì nó bằng 0,375. Đấy, cường độ dòng điện trong mạch bây giờ là 0,375 ampere. Mà U của mạch thì bằng U của biến trở cộng với U của gì? R, đúng chưa? Vậy em suy ra U của biến trở sẽ bằng U mạch trừ đi UR. Mà U mạch thì luôn luôn không đổi bằng 12, các em trừ đi 4,5 thì nó sẽ bằng 7,5V. Đây là điện trở của, đây là hiệu điện thế của biến trở. Mà chúng ta biết Y của biến trở rồi, vậy các em lấy 7,5 các em chia cho 0,375 thì nó sẽ ra được là điện trở của biến trở lúc này. Đi ra điện trở của biến trở lúc này là cái biến trở thì có điện trở luôn thay đổi được, đúng không ạ? Còn các cái điện trở khác thì nó luôn không đổi, chỉ có biến trở thì mới thay đổi được cái trị số thôi, đúng chưa? Điện trở của biến trở lúc này là gì? Điện trở của biến trở lúc này là R biến thì bằng U của biến chia Y biến. U biến thì bằng bao nhiêu? Bằng 7,5 chia Y biến bằng 0,375 thì nó sẽ bằng là 20 ohm. Vậy lúc này biến trở nó sẽ có cái điện trở là bằng 20 ohm. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập là 10.6. Bây giờ chúng ta sang bài tiếp theo là chúng ta sẽ sang bài 10.7. Là một bài trắc nghiệm, chúng ta ghi luôn ở đây luôn. Là 10.7, các em đọc qua đề 10.7 chúng cô nhé. 10.7 ở đây là hiểu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình 10.3 được giữ không thay đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở tiến dần về phía đầu N thì số chỉ ampere kế như nào? Khi mà mình càng dịch chuyển về N ấy thì cái chiều dài của cái biến trở này, tức là cái phần tô đậm ấy, nó sẽ tăng lên. Khi mà chiều dài L tăng thì dẫn đến là điện trở tăng. Điện trở càng tăng thì Y nó sẽ càng giảm. Vậy thì số trị ampere kế nó sẽ giảm dần đi. Càng di chuyển về N thì cái phần số cuộn, chiều dài của cuộn dây sẽ tăng. Tăng thì dẫn đến là R tăng, Y giảm. Còn nếu mà di chuyển về M ấy, thì chiều dài cuộn dây nó sẽ giảm. càng dịch chuyển về M thì L giảm thì L giảm thì R cũng giảm, mà R giảm thì Y tăng, đúng không ạ? Tức là nếu dịch chuyển về M và N nó sẽ ngược chiều nhau, được không? Đáp án ở đây là người ta bảo là dịch chuyển về đâu? Dịch chuyển về N. Khi dịch chuyển về N thì chiều dài của cả cái cuộn dây lên đen này này, đây là cái mũi tên, đúng không? Mũi tên càng dịch chuyển về phía bên này thì cái phần đen đen này nó càng tăng lên. Nếu như mà ở đây thì chúng ta chỉ xét được toàn bộ cái phần từ đây đây thôi, tức là chiều dài cuộn dây từ đây đây thôi. Còn nếu càng dịch chuyển về đây, khi càng dịch chuyển thì cái chiều dài này chúng ta xét nó sẽ càng tăng lên, và đến L thì nó sẽ xét là toàn bộ. Ở đây chiều dài nó sẽ xét toàn bộ từ đây đây, được chưa? Còn càng dịch, ví dụ như chỉ ở đến vị trí này thì chúng ta chỉ xét chiều dài cuộn dây là đến đây thôi, mà phần này chúng ta bỏ đi. Đấy. Đến mũi tên nó dừng ở đâu thì chúng ta sẽ xét từ đây cho đến cái điểm dừng mũi tên. Vậy càng dịch chuyển về phía bên phải, tức là về phía bên N, thì lúc này chiều dài cuộn dây nó lại càng tăng lên. Chiều dài cuộn dây tăng thì dẫn đến ER tăng. ER càng tăng thì điện trở nó càng tăng. Điện trở càng tăng tức là sức cản trở lại càng lớn, thì cường độ dòng điện của nó sẽ giảm đi. Vậy đáp án đúng chính là đáp án A. Em tích cho cô vào đáp án A. Như thế là trên đây cô và các em đã đi xong các bài tập từ bài 10.1 đến bài 10.7 ở trong sách bài tập. Các em về xem lại thật kỹ những bài mà cô và các em đã cùng nhau làm trong buổi học hôm nay. Đồng thời các em làm tiếp cho cô các bài tập từ 10.8 đến hết. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.